Giật mình ứng viên huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam quá giống ông Chelsea. Cách vận hành đội bóng đến cách sử dụng cầu thủ nghịch vị trí của ông Kim Sang-sik, ứng viên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có những nét rất giống người tiền nhiệm Philippe Chelsea. Bị người hâm mộ quay lưng. Tháng 5 năm 2023, một bài viết trên trang K League United xoay quanh ông Kim Sang-sik xuất hiện. Ông Kim khi ấy đã viết đơn từ chức giờ Eon Buker. Sau 2 mùa giải rưỡi gắn bó với tư cách huấn luyện viên trưởng. Ở thời điểm đó, giờ Eon Buker tụt xuống thứ 16 sau 10 vòng đấu, với 6 thất bại, 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đó có thể xem là giọt nước tràn ly khiến ông Kim quyết định từ chức. Di sản mà vị huấn luyện viên này để lại là một dàn cầu thủ trẻ sau nỗ lực cách mạng đội hình. Một chức vô địch K-League 2021 và Cúp Quốc gia Hàn Quốc 2022. Nhưng ngay cả như thế, ông Kim không nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Trái lại, đa số đều vui vẻ khi ông Kim chia tay giờ Eon Buker. Điều đó có phần nào giống huấn luyện viên Philippe Chelsea. Thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia vào ngày 26 tháng 3 trở thành giọt nước tràn ly đối với người hâm mộ. Các cổ động viên cũng mất niềm tin lớn vào chiến lược gia người Pháp trước khi ông nói lời chia tay bóng đá nước nhà. Ông Kim Sang-sik chia tay giờ Eon Buker sau nhiều năm gắn bó. Ngược thời gian trở lại năm 2021, ông Kim Sang-sik trở thành huấn luyện viên trưởng giờ Eon Buker sau vai trò làm trợ lý cho đội 1 từ năm 2013. Áp lực với ông Kim rất lớn khi phải tiếp quản di sản của Jose Mourinho với cúp đúc quốc nội và chỉ thất bại ở AFC Champions League. Nhưng di sản ấy không còn ngôi sao chủ lực Son Jung-ho, cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2020. Đội hình giờ Eon Buker khi đó được mô tả là già cỗi. Hết động lực sau những năm tháng thành công, ông Kim vẫn giúp giờ Eon Buker vô địch K-League 2021 khi hơn Ulsan Hyundai 2 điểm. Tuy nhiên, như mô tả của Click United, màn trình diễn của giờ Eon Buker không quá thuyết phục. Đội trải qua 8 trận không thắng từ ngày 21 tháng 4 đến 29 tháng 5. Đội cũng thất bại ở Champions League và Cúp Quốc gia Hàn Quốc. Nếu như Ulsan không sẩy chân, ông Kim chưa chắc giúp giờ Eon Buker bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng một năm sau, giờ Eon Buker lần đầu không vô địch K-League, tính từ năm 2017 cho đến 2022. May mắn là ông Kim lại thành công với chức vô địch cúp quốc gia cũng như ngôi Á quân AFC Champions League. Ông Kim được giữ lại nhưng không thành công ở năm 2023. Kết quả, Kim Sang-sik viết thư từ chức. Ông Chelsea trải qua một số khó khăn khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Lững thững khi tấn công, dùng cầu thủ trái sở trường. Trong nhiệm kỳ của mình, huấn luyện viên Chelsea cũng bị đặt dấu hỏi về việc dùng các cầu thủ trái sở trường. Có thể kể đến như Hoàng Đức không chơi trong vai trò tiền vệ trung tâm mà được sắp xếp đá tiền đạo. Phan Tuấn Tài từ chỗ thi đấu hay ở vai trò hậu vệ trái được kéo vào trung vệ. Ngoài ra, lối chơi được gán mác kiểm soát bóng của ông Chelsea cũng không thật sự hiệu quả ở những pha tấn công. Điều này có phần tương đồng với ông Kim Sang-sik tại giờ Eon Buker. Theo K-League United, ông Kim bị chỉ trích vì cách tiếp cận thiên về phòng thủ và đề cao cầu toàn. Giờ Eon Buker thời ông Kim lững thững tìm kiếm bàn thắng, trừ khi sắp hết trận mà đội đang hòa hoặc bị đối phương dẫn bàn. Bóng đá phòng ngự của Kim Sang-sik khiến giờ Eon Buker mất khá nhiều điểm. Đối phương cũng bắt bài cách chơi của ông Kim. Cụ thể, các đội cũng sẽ chơi phòng ngự tầm thấp, lao block, bắt giờ Eon Buker phải tấn công để rồi phản công. Giờ Eon Buker của ông Kim không mạnh trong chống phản công và nhiều lần thủng lưới. Một đường truyền sai, một sai lầm cá nhân có thể khiến đội giờ Eon Buker của ông Kim chịu bàn thua ngay sau đó. Cách chơi của ông Kim tại giờ Eon Buker không được trang Click United đánh giá cao. Về cách chơi, khi không có bóng, giờ Eon Buker phòng ngự sâu ở phần sân nhà. Khi có bóng, họ cũng không chuyển trạng thái nhanh mà chuyền bóng một cách từ từ. Lững thững chứ hiếm khi có một tình huống đột biến. Khi đối phương gây áp lực lên tuyến giữa của giờ Eon Buker, ba tuyến của giờ Eon Buker lập tức lùi sâu xuống để phòng thủ thay vì cố gắng gây sức ép ngược lại để đoạt bóng khi đó.
Sau đó, đối ẻ tập trung vào việc giữ bóng, tốc độ luân chuyển với cường độ chậm trung bình. Liên quan đến cách dùng cầu thủ trái sở trường, ông Kim từng liên quan đến hai trường hợp. Thứ nhất, Tài Xe Ăn Ho chơi hay trong vai trò tiền vệ tấn công khi Kim Do Hung đến. Nhưng dưới thời Kim Sang Siết, Tài lại thường xuyên chơi tiền vệ phòng ngự. Thứ hai, Park Jin Seo chủ yếu được sử dụng ở vị trí trung vệ. Điều này có thể chấp nhận được ở K-League 2022 khi giờ Eonbu cờ thiếu người. Nhưng ngay cả ở năm 2023, khi đội bổ sung trung vệ thì Park Jin Seo vẫn được triển khai ở vị trí trung vệ hơn là tiền vệ phòng ngự ưa thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.